Một siêu phẩm mặt kính các bác ơi, một siêu phẩm mặt kính này, bo viền inox các bác này, bo viền inox siêu đẹp luôn các bác ạ. Đây, kiềng inox, bo viền inox các bác nhá. Mặt kính chấm bi rất là đẹp luôn các bác ơi, một siêu phẩm đến từ thương hiệu Zinnai ạ. Một siêu phẩm thương hiệu Zinnai. Con bếp này không có điểm gì để chê các bác nhá. Vâng ạ, trong buổi chia sẻ ngày nay, hôm nay thì em Mai sẽ chia sẻ về cái chiếc bếp phun chức năng, mặt kính phun chức năng này ạ. Em Mai chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi Giá Rẻ Em Mai. Các bác vào xem bếp thì ủng hộ em một đăng ký kênh, ủng hộ em một lượt like ạ. Vâng ạ, con bếp mà hôm nay em giới thiệu với các bác thì nó có rất nhiều ưu điểm. Ưu điểm đầu tiên của bếp đó chính là hình thức của bếp. Hình thức của con bếp này rất là đẹp các bác nhé. Hình thức siêu siêu đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn là các bác đã thấy được cái hình thức nó đẹp cỡ nào đúng không ạ? Bo full inox các bác nhá, bo viền inox này, kiềng inox này, rất là đẹp. Con này thì hai đồng hồ hẹn giờ riêng biệt các bác nhá, đồng hồ hẹn giờ bếp nấu và đồng hồ hẹn giờ bếp nướng này. Đây là một chiếc bếp ga Nhật nội địa 100%. Đấy, một chiếc bếp ga Nhật nội địa 100%, bếp đã qua sử dụng các bác nhá. Các bác có thể nhìn thấy này, thành vách của bếp rất là đẹp. Một chiếc bếp ga đã qua sử dụng rồi. Tuy nhiên độ mới của con bếp này thì phải đạt 90% các bác ạ, 90% luôn. Này, Zinnai rất là đẹp. Con này ưu điểm đầu tiên của nó chính là cái mặt đẹp này, mặt đẹp và là mặt kính thì bao giờ nó cũng vừa sang và vừa dễ lau chùi các bác nhé. Tiếp theo đó là chức năng của bếp, thì em sẽ test cái chức năng cho các bác xem này. Cái chức năng của bếp đây các bác nhé. Đây các bác nhìn chức năng này. Về cái lửa chứ. Em nhầm một chút, nói nhiều quá lại nói lắp các bác ạ. Lửa của bếp rất là đẹp này các bác. Các bác nhìn lửa đây. Lửa siêu xanh luôn. Siêu xanh, siêu đẹp luôn các bác nhé. Đây. Điều chỉnh nhiệt độ chiên rán này các bác, 200, 160, 180. Đấy. Nấu nước sôi 5 phút này. Tự động nấu nước sôi là tắt này, sôi 5 phút là tắt này. Còn đây là phím 3S các bác nhé. Bên đây thì bếp nấu thì sẽ có chế độ tự động nấu cơm. Đây, tự động nấu cơm, cháo các bác nhé. Tự động nấu đấy. Còn đây là phím hẹn giờ. Hẹn giờ thì con này sẽ hẹn tối đa 90 phút ạ. Hẹn tối đa 90 phút các bác nhé. Với những chiếc bếp nấu mà hẹn được tối đa 90 phút thì khá là tiện lợi. Các bác vừa nấu cơm, vừa tập thể dục, vừa nấu cơm, vừa đi vừa tắm giặt cho con, vừa nấu cơm, vừa tiếp khách, vừa nấu cơm, vừa bán hàng này. Với cái chiếc bếp mà có đồng hồ hẹn giờ như thế này, tiện lắm luôn đấy các bác ạ. Đấy. Một chiếc bếp Nhật nội địa đã qua sử dụng, độ mới 90% và giá thành thì chỉ bằng con này giá thành chỉ bằng 1/3 một chiếc bếp mới thôi. Con này mà bếp mới thì các bác sẽ mua tầm khoảng 12 triệu các bác nhé. 12 triệu, nhưng con này thì giá bếp cũ nó chỉ có, em chỉ bán với giá là 4 triệu 200 nghìn đồng thôi các bác nhé. 4 triệu 200 nghìn đồng chiếc bếp này. Các bác nhìn này, lửa đẹp không ạ? Khay nướng là 2 tầng lửa. Và đây, cái khay nướng và vị nướng của nó này, đẹp lắm các bác ạ. Khay nướng vị nướng bằng inox. Khay nướng vị nướng inox này, rất là đẹp. Con này thì hẹn giờ tối đa là 15 phút các bác nhé. Khay nướng thì sẽ hẹn tối đa 15 phút luôn. Đấy, rất là đẹp, khay nướng 2 tầng lửa này các bác này. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn, cực kỳ là vip luôn các bác nhé. Và đó là những cái ưu điểm của chiếc bếp mặt kính full inox mà em vừa mới chia sẻ với các bác. Con này thì giá bếp cũ là bếp đã qua sử dụng, độ mới 90%, chỉ bằng 1/3 giá thành của một con bếp mới thôi ạ. Con này em bán 4 triệu 200 nghìn đồng các bác nhé. 4 triệu 200 nghìn đồng mà các bác được rất là nhiều lợi ích. Lợi ích đầu tiên là về hình thức này các bác này, siêu đẹp luôn nhé. Thứ hai là lợi ích về cái chức năng tiện dụng. Và thứ ba là tiết kiệm ga và chống cháy nổ, chống rò rỉ ga, rất là hiệu quả các bác ạ. Vâng ạ. Bác nào mà mong muốn yêu thích cái mã bếp này, mong muốn sở hữu chiếc bếp này thì liên hệ với em số Zalo 0327 238 868 ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.